Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 16 tháng 4 thì Sơn Đỉnh lại cập bến cho các bác những sản phẩm âm thanh bãi để phục vụ cho các bác phối ghép với những bộ âm thanh của nhà mình. Thì video này Sơn Đỉnh về cho các bác hai sản phẩm khá là độc đáo và cũng rất hiếm trên thị trường. Một chiếc âm ly đài của hãng Sơn Sui, model của dòng này là Sơn Sui SAX 1000X. Dòng này là chạy sò sắt xuất âm tụ công suất 170W, phù hợp cho các bác phối ghép về những bộ loa cổ để các bác trưng bày cũng như nghe nhạc vàng ngày xưa hoài niệm. Và những cái chiếc âm ly này thì toàn là những dòng sưu tầm, còn rất là đẹp, rất là mới. Mặt của nó dạng gọi là mặt kính. Đấy, model của nó là SAX 1000X. Đấy, hàng nội địa, điện 100V. Bên cạnh đó thì Sơn Đỉnh đang phối ghép cho các bác một cái cặp loa cũng hết sức để dị dạng của hãng Ma Răng sản xuất. Loa Ma Răng là một trong những thương hiệu chuyên làm cho thị trường của dòng thị trường của Mỹ, cho nên những cái cặp loa này thì nó sẽ có độc đáo riêng, đặc trưng của những dòng loa Mỹ là cái chất gỗ rất là thơm và kết cấu của những dòng loa này cũng vậy. Mà mức giá thì nó chỉ rẻ bằng những dòng loa Nhật, thì đây là một cặp loa rất đáng chơi từ cái căng cước này, rất là dị dạng phục vụ cho các bác. Cặp loa sử dụng là bát 30, một trung 12, 14, một tép đồm và một siêu tép. Đấy, có hẳn 3 tinh chỉnh. Đấy. Một cặp loa rất là chất mà giá tiền rất là mềm mại. Video ngày nay thì Sơn Đỉnh giới thiệu chi tiết cho các bác là hai sản phẩm này. Và mọi thông tin thì các bác có nhu cầu cứ alo trực tiếp Sơn Đỉnh theo số điện trên bài là 0395727582. Địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mời các bác cùng Sơn Đỉnh quay chi tiết từng sản phẩm. Sẽ quay cho bác về chiếc âm ly trước. Âm ly này thì có cái mặt tiền nó rất là sang chảnh. Mặc dù nó là âm ly cổ nhưng các bác thấy rõ là cái mặt kính của nó rất là đẹp. Đấy. Âm ly có chỉnh bát tép đánh hai của loa AB và A cộng B, trở kháng dòng này từ 4 ohm. Đài đó là vẫn còn bát rất là tốt này. FM vẫn còn lên hẳn sóng stereo này. Khi các bác sử dụng FM thì hoặc các bác nghe nhạc mà muốn lấy được cái phần đèn sáng của cái âm ly thì các bác cắm qua đường tab 1 hoặc tab 2. Còn nếu như các bác nghe đài thì các bác chỉ gạt nó lên. Này, có tiếng. 3 tầng hầm và 2 tòa thương mại dịch vụ. Sau nhiều năm tạm cư, người dân phấn khởi đón nhận thông tin. Bà Đỗ Kinh Tinh không... Vì đây là hàng nội địa của Nhật nên FM của nó là 90, nhưng đài của này rất là tốt. Hiện tại thì nhà Sơn Đỉnh thì đang ở dưới tầng 1 cho nên là cái phần sóng sẽ mất kém. FM là vẫn nổi lên stereo này. Đấy. AM cũng hoạt động tốt. Đây. AM thì sẽ có 2 đài. Suy tư. Ui, 3 năm rồi mới được về nhà. Cảm giác hồi hộp như sắp hôn người yêu. Thân cộng nên là âm ly đài thì nó sẽ có cái tính năng là nghe được đài. Khi các bác không thích nghe nhạc, các bác thay đổi gu thì các bác nghe đài để thay đổi cái phần âm thanh cũng như cái phần nhạc, thì các bác nghe được đài rất là tiện. Ngoài ra thì các bác có thể lấy cái phần đèn làm trang trí rất là đẹp, sang trọng. Với đèn của nó là đèn màu xanh. Và dòng này thì khi các bác nghe nhạc thì đây là những dòng cổ xuất âm tụ, thì cái chất âm của dòng này nó rất là mộc mạc và các phần âm sắc nó rất là chi tiết. Mặt tiền đẹp long lanh. Đấy. Vỏ gỗ cũng còn đẹp. Đây vỏ gỗ Xuân Đình để bên ngoài rồi. Và đây là nội thất bên trong. Chiếc âm ly này thì có một cái điểm xấu duy nhất. Ở đây thì Xuân Đình bán mộc mạc cho các bác thì cái điểm xấu là ngay cái nắp, cái phần chuyển tín hiệu này thôi. Nếu như bình thường ở các shop khác thì họ sẽ ráp đi và họ sẽ sơn. Nhưng ở đây thì Sơn Đỉnh bán mộc cho các bác chỉ có cái này là cái xấu nhất. Cái này là do cái gọi là theo năm tháng cái này có thể nó bị ẩm, nó bị oxy hóa một chút này. Còn luôn là sắt xi thì các bác thấy rõ này. Bên trong máy đẹp lên kẹp. Đấy. Chạy 4 sò sắt. Dưới là 2 tụ lọc ở phía dưới, trên là tụ lọc nguồn. Và toàn bộ cái phần mạch máy là còn nguyên zin tuyệt đối. Chiếc âm ly này thì sử dụng điện là 100V, công suất của dòng này là 175W. Thì đây Xuân Đỉnh sẽ quay phía đằng sau. Đấy, các cái đường ngõ vào này, rất là mới này. Đấy. Series của máy là 100005. Điện 100V, công suất của nó là 170W. Đấy, series của máy. FM thì các bác nắp băng tèng ở phía bên trên. Còn AM thì nó sẽ tích hợp sẵn trên cái phần cần gạt này rồi. Đấy. Chiếc âm ly này là dòng âm ly xuất âm tụ.
tiếng rất là tốt, phù hợp cho các bác ghép về những dòng loa cổ, những dòng loa bass 2530 để ra cái chất âm nó rất là tuyệt vời. Thì hôm nay Xuân Đình đang ghép là cặp loa Mazang của Mỹ. Đấy. Chiếc âm ly hiện tại thì đang có mức giá là chỉ có 6.800.000 đồng. Mức giá này là mức giá tốt nhất tại cửa hàng Xuân Đình để các bác lựa chọn cho mình một chiếc âm ly đài phù hợp. Thì đây là những dòng âm ly mà Xuân Đình thấy nó rất là chất trong tầm tiền. Và giá là ở bên ngoài các bác đang bán chiếc âm ly thì đang có mức giá từ 8 đến 10 triệu tùy theo các shop bán. Nhưng ở đây thì Xuân Đình cứ nhập được rẻ thì bán rẻ để phục vụ cho các bác. Quan trọng nhất là máy móc nguyên zin, hoạt động tốt tất cả các tính năng nghe đài, nghe nhạc, cái các âm sắc chỉnh ba tép và hoạt động tốt, và máy móc là zin tuyệt đối. Size của nó là size chuẩn 42, vỏ gỗ còn đẹp. Vỏ gỗ đẹp. Giá là 6.800.000 đồng, mức giá bán không bao gồm phí ship. Tiếp theo thì Xuân Đình sẽ quay cho bác về cặp loa. Cặp loa này cũng là một trong những dòng rất là hiếm. Nếu như để nói về một cái thị trường loa Mỹ thì các bác thấy rõ là những dòng Mazang này họ ít khi họ làm cho thị trường của Nhật, và chỉ làm cho thị trường của Mỹ, là một thị trường khó tính, nên đòi hỏi những cái chất lượng của loa, những cái kết cấu của loa nó phải khác biệt. Đấy. Cặp này thiết kế rất là đẹp. Loa là bass 30, gân của nó là gân mút màng giấy. Và những cái dòng loa Mỹ thì nó đặc trưng là cái rốn loa giữa từ cái gân đến cái rốn loa nó thiết kế rất là sâu. Có những dòng loa Nhật thì cái phần này nó sẽ lông hơn một chút, cho nên loa Mỹ nó có khác biệt. Và bass của những dòng này thì nó sẽ lực hơn, xuống rất là mềm, gân mút màng giấy, bass rất là bồng bềnh. Cái phần kiềng loa nó dập nổi chữ Mazang luôn. Đấy. Gân mút màng giấy, một chung 12 gân vải màng giấy, một tép đôm và một siêu tép. Thì đây nó sẽ có chỉnh ba giải này, giải chung, đấy, giải tép và giải siêu tép là giải cao nhất, super tép. Đấy. Lỗ tông người phía trước, thùng nạm gỗ góc cạnh còn đẹp. Đặc trưng của nó là toàn dùng gỗ dạng gỗ sồi ấy, rất là thơm. Đấy. Loa có trở kháng 8 ohm, đấy, công suất maximum là 250W, đấy, độ nhạy giải tần đáp ứng cộng trừ là 3 HDB này và 8 KHz này. In USA này, Mazang. Model của nó là HD77. Series của nó này. Góc cạnh thùng đẹp len kem. Đây là một cặp mà loa của Mỹ nhưng lại có mức giá như loa Nhật, thậm chí còn rẻ hơn cả loa Nhật. Cặp này Xuân Đình thấy cái về chất âm ấy thì nó rất là đặc biệt, vì nó đủ hết các giải trên một cái loa, giải bass riêng, trung riêng, tép riêng và một siêu tép, tức là giải cao nhất rồi. Thế đây là một cái cặp loa rất là chất, góc cạnh thùng đẹp len kem. Model của nó là HD77 loa Mazang các bác nhá, làm cho thị trường của Mỹ, một cặp loa chất lượng. Tổng quan kích thước thì nó có chiều cao là 68, chiều ngang của nó là 38 và chiều sâu của nó là 32. Loa 4 đường tiếng, một bass 30, một trung, một tép và một siêu tép, 3 tinh chỉnh. Loa là còn zin, chất âm thì rất là tuyệt vời so với tầm tiền. Căng cước là căng mút, rất là dị dạng. Cặp này thì đúng xứng đáng để các bác sưu tầm chơi một cái cặp loa Mỹ mà giá lại rẻ như loa Nhật. Cửa Xuân Đình đang bán cặp loa Mazang HD77 này có mức giá là 12.500.000. Rẻ hơn một cặp Pioneer 616 mà cái chất âm thì đảm bảo các bác sẽ hay hơn rất là nhiều. Để các bác sưu tầm một cặp loa Mỹ chất lượng. Dòng này rất dễ phối ghép để các bác nào đang chơi những chiếc âm ly Mazang. Những dòng đời 3 số, 4 số của những dòng Mazang ghép những cặp loa này rất tuyệt vời. Hoặc các bác ghép vào những dòng Nukman, hoặc ghép với những dòng âm ly Pioneer cũng được, đánh cũng lại rất là hay. Đấy, toàn bộ cái phần mặt loa dập nổi hết chữ Mazang in trên mặt, mà loa này rất là mới, các tuyến loa này rất là chất. Xuân Đình quay rất là kỹ càng cho các bác từ đằng trước cho đằng sau, cũng như báo giá công khai để phục vụ cho các bác. Video ngắn ngày hôm nay Xuân Đình lên 2 sản phẩm. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Và các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp vào Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.